xong rồi cái tự nhiên cái ông nội đó ông lắp máy lạnh, ông đi dây đồng, ông buộc cái dây đồng màu đen ông ơi. Hả? Ông chơi nguyên bó như bó chổi vậy đó. Trời đất ơi, chụp hình em làm xong rồi anh trả tiền em đi. Tao phải giận tím người luôn. Ê mày làm gì mà dám nói xong hả? Trời ơi là trời, má ơi là má. Sao cuộc đời của tao gặp hai ông rồi. Ngày trước gặp ông cứu quả, bữa nay gặp ông này nữa. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu. Kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Rồi, chào mừng các bạn đến với chương trình Vlog Kinh doanh. Cũng vẫn là câu chuyện của những ông thầu huyền thoại. Kể cho em, tụi em nghe hai phi vụ này trước nè. Hồi nãy mới anh mới dựng phim 18 cộng. Xong khi mà lúc mà đóng phim á, anh quất con nhỏ kia 45 phút thiệt luôn á. 45 phút, đúng không? Xong rồi á, về dựng á, để cho lên hiệu ứng này nọ, cho lên nó xì bóng mũi hết luôn nha. Xong rồi cái thằng Di Phan á, nó thấy rồi, nó ăn Di sức trâu bò quá, thôi em chia làm 9 nháy. Nó lấy 45 để chia 9 ra nhiều mấy em. Comment vô. Cái đó, ủa tại sao mày chia 9, chia cho nó nhức đầu vậy? Đang cao trào xong nó chuyển qua nhẹ nhàng, đang cao trào chuyển qua nhẹ nhàng, đang cao trào chuyển qua nhẹ nhàng. Xong cái nói tại vì em lần 5 phút thì em chia 9 vậy nó cũng hợp lý à. Đó. Không phải ông ơi. Hồi nãy mới duyệt phim xong rồi có clip duyệt phim luôn. Nó đang ngồi coi clip đó là dập vô mà. Nó thể hiện cái sức mạnh gamer. Đó, nhưng mà cái bọn của media nó dựng nó sai mẹ kịch bản rồi. Nên phim lên trễ một chút nữa nha mấy em. Cái đó cay nhất. Cái thứ hai, nó là thôi duyệt phim xong nè, tao thu âm này nọ xong hết, đi qua quay vlog nha mày. Thằng Đạt nó dạ. Xong có tiền qua bút da mình trô mấy cái quyền thoại cốc chờ hoài chả thấy nó qua. Rồi xong rồi kêu cái thằng BD, cái thằng quýnh gia mà livestream mà nó ăn gian điểm đó mấy em, thằng đó nó đang quýnh nha, nên kêu nó qua mình kêu thằng Đạt đi quay vlog coi. Cái xong nó chạy qua nó kêu đòi sếp. Xong quýnh tiếp tục mười mấy cơ nữa. Thấy thằng Đạt xách ba lô đi về. Cái nó ủa mày kêu nó gọi hả? Nó đi về kìa. Cái nó dạ quay lại ba lại. Hỏi sao hả? Sao mày kêu nó mà nó đi về? Cái nó hồi nãy em vô mở cửa em nhìn nó em tưởng nó biết rồi. Thằng lễ tân mới nè. Trời ơi má ơi, giờ vô quay trễ luôn, giờ sắp tới giờ lấy mẹ đi chơi rồi. Mẹt cũ nha. Mẹt cũ mấy em. Mẹt mới thì nó nói chung là nó lên dĩa rồi. Thì bây giờ á, tại sao anh đề cập chuyện mẹt? Không phải đề cập chuyện mẹt là anh nổ có mẹt, nhưng mà đề cập chuyện mẹt là anh dùng mẹt á để anh đi qua bên công trình quận 12. Mà từ hồi Covid tới giờ anh chưa qua luôn mấy em. Nên công trình quận 12 bây giờ là nó vắng bóng anh. Anh chỉ điều khiển từ xa thôi. Mà bên công trình quận 12 mới thi công hạng mục kiến. Kính á. Kính với máy lạnh. Đó, máy lạnh bây giờ lắp luôn. Chứ bây giờ cứ tại vì lý do lắp máy lạnh là đơn giản thôi. Đó, nó nóng. Thời tiết Sài Gòn có những ngày nó nóng. Và bây giờ cái phòng gym mà mở ra đó mà không lắp máy lạnh nó hư máy Mỹ ông ơi. Hiểu không? Nó hư máy Mỹ. Bây giờ em nghĩ coi nhiệt độ ngoài môi trường, độ ẩm như nè, mà bụi bặm nó bám từ lưa hột me hết rồi. Nó vô mấy cái máy lau hoài mệt lắm. Bởi vậy thôi lắm luôn, có lau kiến thôi. Anh bảo vệ cái máy lạnh. Ủa lộn xin lỗi, bảo vệ cái máy Mỹ đó. Cái máy Mỹ nó mắc cái máy lạnh, cái máy không á thì anh lắp khoảng chừng 60 triệu. Tiền dây nhợ này nọ kia cũng cộng vô 30-40 nữa, nên cái máy nó rơi vào trên dưới 100. Nó non 100 á. Cái máy lạnh bên quận 12 á, tất cả những hệ thống quy định của anh đều lắp máy lạnh đắt kinh 5 ngựa hết, âm trần 5 ngựa nha. Xong có nó dính vô một thầu máy lạnh quyền thoại nữa. Má cái ông thầu máy lạnh này, cái ông này ông cũ anh cho lên đường rồi, làm việc bực mình quá anh cho lên đường hả, mà anh không tiện nói tên thôi, cán lắm. Nói chung là nó làm ăn trong việc nó gặp những cái câu chuyện mà nó bức xúc, nó bực mình mà nó stress, nó đau đầu của em. Ông này á thì ông cũng không khá hơn ông kia nhiều, đúng không? Bây giờ ông làm mình á, mình nói là giờ tôi lắp cho tôi hết vàng máy lạnh mà anh đi, nhiêu tiền tôi trả. Chưa bao giờ mà anh cầm cái hợp đồng anh ngồi anh soi giá với tôi cho mấy em luôn á. Chưa bao giờ anh cầm cái hợp đồng anh soi giá là biết anh chơi đẹp tới cỡ nào rồi. Yes. Bây giờ như người ta hả, ký hợp đồng mẹ nó dõi giá nó ép lên ép xuống. Còn bây giờ máy lạnh hả, thiếu cha gì. Bây giờ máy lạnh có cái mã máy, có cái này có cái này. Lên mạng sạch giá. Không thì tới thẳng luôn nhà cung cứng sạch giá. Lấy giá đại lý quăng ra coi mà có chém giá máy lạnh không. Thường á thầu nó sang hai đầu mấy em.
đầu vật tư với đầu công, em hiểu không? Nó nên bây giờ cái kiểu nào cũng chết chân thầu hết á. Bởi vì làm thầu giàu lắm em, làm thầu đi chém gió là giàu rồi. Em có coi cái video nó là làm thầu hay làm công chưa? Nó nên mà mấy cái vụ máy lạnh này tụi em dễ dính mấy thằng làm công lắm nha. Cái đó nó thiệt luôn á. Máy lạnh là một nè, thang máy là hai nè, mấy cái hạng mục mất tiền đó là dễ dính mấy thằng làm công đó. Thì bây giờ á, để mà chơi thầu máy lạnh có hai cách chơi. Một, mày kê cho tao thiết bị, tự tao đi mua. Mày về mày ráp. Mày cung cấp giải pháp với mày cung cấp công. Thì cái đó cũng là một cách. Còn cách thứ hai dành cho những người bận rộn như như Nguyễn, cho nó làm hết. Nhưng mà khi mà cho làm hết thì nó sẽ cạp hết. Đó, hiểu không? Nhưng mà cái vấn đề ngày hôm nay anh làm video chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm tụi em không phải là anh nói vấn đề cạp. Cái vấn đề cạp thì coi như nhạy cảm đi, coi như bỏ qua bên đi. Mấy em nghĩ là nó có cạp cũng được, mà nghĩ là nó không có cạp cũng được. Anh nói chuyện khác. Biết làm sao? Cái máy lạnh đó thì nó sẽ có phần ống đồng. Ống đồng là cái ống nó bằng đồng, nó chuyển ra đó, khí lạnh, khí nóng nó bay ra bay vô đó mấy em. Đó lưu được đó, cái kiểu đó, kệ bà đi. Đó, cái ống đồng nó sau đó là mất tiền. Đó, không thể không, như mà cái vàng lạnh này của anh nè. Thì cái ống đồng tụi mày không thấy đâu, nó nằm trên sàn thạch cao á. Nó nằm trên sàn thạch cao á, nằm trên đảnh mày không thấy. Nhưng mà cái phòng gym quận 10, quận 9, quận 12 của anh á, là những cái tầng yoga, tầng toilet thì nó có thạch cao. Còn những cái tầng mà tầng tập gym á thì nó không thạch cao. Tại vì nếu mà làm thạch cao tầng tập gym nó nhìn nó BD. Nhìn nó BD thôi chứ thường thường á mấy cái phòng gym á mình thiết kế cái dạng nó bán cổ điển á em. Như phòng gym của anh là dạng bán cổ điển, nó có tính chất cổ điển mà có tính chất hiện đại. Em hiểu không? Những cái phòng gym mà nó mở mấy cái lớp này nó nhảy tưng 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 rồi đó. Mấy cái đó là nó hiện đại, còn của anh là tập gym là chính. Đó, mấy cái clip, mấy cái lớp đó là phụ. Mà mấy cái quan trọng là anh đánh vô cái chất lượng dịch vụ nè. Rồi xong rồi chất lượng máy móc nè. Giáo án, giáo trình, xích nè, đó là những cái thế mạnh của BBT. Thì em nhìn trên trần đó, nó sẽ toàn là cái đà không à. Cái đà giống củ quả này không à. Xong rồi cái tự nhiên cái ông nội đó, ông lắp máy lạnh, ông đi dây đồng, ông buộc cái dây đồng màu đen không ơi. Ông chơi nguyên bó như bó chổi vậy đó. Trời đất ơi, chụp hình em làm xong rồi anh trả tiền em đi. Ông phải giận tím người luôn. Ê mày làm gì mà dám nói xong hả? Trời ơi là trời, má ơi là má. Sao cuộc đời của tao gặp hai ông rồi. Ngày trước gặp ông Cú Quả, bữa nay gặp ông này nữa. Sẵn tiện nên kể cho mày nghe ông Cú Quả. Chút camera quay trần đem nhìn mấy cái nắp Cú Quả tao đẹp ghê chưa. Nhìn cái nắp Cú Quả đẹp chưa, nó đẹp không? Đẹp không? Chứ vậy nó mà đẳng cấp. Ở dưới phòng gym ở dưới cũng vậy nữa, tụi em coi đi. Xong rồi kỳ xây nhà BBT Bình Tân này nè. Cái ông Cú Quả nó chơi lắp đồ rẻ tiền mấy em. Lắp cái ông Cú Quả có 10.000 à. 10.000 hay 2.000 thì không biết nữa, cái đồ mà xấu lắm. Cái đồ đó, à có, ở dưới tầng hầm. Mày xuống dưới tầng hầm rồi quay, nó còn mấy ống cũ đó. Chơi đồ đó, anh không chịu mấy em. Anh không chịu, thôi, tôi đã xây nhà triệu đô rồi, building tôi đẹp vậy rồi. Ông chơi cái này vô nó mất giá trị quá, không được. Đó, thì cái bài toán Cú Quả là một, lúc đó là phải bỏ thêm tiền vô anh đổi rồi. Anh chơi vô xịn đàng hoàng cho đẹp, cho nó xoang mấy em. Đó, thì bên quận 12 kia nữa. Ô, ông nghĩ sao vậy? Máy tôi là máy Mỹ. Máy lạnh tôi là Daikin, đúng không? Chơi luôn 5 ngựa. Nó không phải là chơi một máy mà là chơi nhiều máy, ông thi công xấu quá. Thằng cha này á, thì theo đánh giá đó của tình báo của anh báo lại là thằng cha này về mặt kỹ thuật làm cũng được. Tức là cũng có kiến thức và trình độ để thi công, hiểu không? Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là thằng cha này không đưa ra cho anh được một cái giải pháp mà nó đúng cái đẳng cấp của anh. Đúng cái đẳng cấp của anh nha. Thí dụ đẳng cấp của anh là gì? Tức là mà vô cái nhà đó mà nhìn người ta có được những cái gì rồi. Cái nhà đó người ta sử dụng cái gì đó, chất liệu gì, cửa gì, vách gì, sàn gì, mái gì, thì mình thiết kế cái máy lạnh nó phải đồng bộ đó. Không có đâu, ổng quất nguyên một cái đường ống luôn như cái chỗ trà vậy đó, nhìn rất là bực mình, phản cảm. Không có chuyển tiền chuyển năm với con khỉ khô vậy đó. Rồi bây giờ ông phải làm sao đẹp hơn tôi đi rồi làm. Ông nói thôi giờ nhà anh làm vậy rồi, em hết cách rồi anh ơi. Rồi giờ tôi chỉ là cách, tôi khỏi đầu ông nha. Nó biết chỉ cách gì không? Cái đó đó. Bây giờ đó, ông chạy ra ngoài đường nha, ông kêu mấy cái thằng gia công máng nha, làm liền cái máng giống bên quận 7 cho tôi. Đó, làm liền chuyển qua. Chứ bây giờ đó, ông bỏ, phải bỏ vô máng thì cho đẹp chứ. Ông quất cái ống gì nhìn đi gớm luôn mà chơi dây rút á, rút kịch. Trời ơi, má là nhìn như bó xác chết. Rồi xong rồi cái ổng qua bên quận 7 liên hệ này nọ, kêu mua máng, mua miếc, mua lưu xui ngục gì đó. Mới lắp hôm qua bên kia cái máng. Chưa bảnh coi nữa mà xong cái máng rồi. Có cái máng thì nó mới đỡ hơn. Thì cái câu chuyện cái máng nó không lớn, nhưng mà cái lớn ở đây là cái gì?
cái lớn ở đây là cái gọi là cái tầm nhìn á, cái lớn ở đây mà gọi là cái giải pháp thi công á. Thi công gì đâu mà tù chết bà luôn. Cuộc đời tao xây 4 cái nhà thì có cái nhà nó phun máu hết, bây giờ đâu. Xong rồi tao up hình máng lên mạng á. Cái thằng khứa kia nói: "Ủa anh Di, anh có thù với màu cam, sao cái máng nó cũng chơi màu cam nữa?" Anh bố trên đời sao mấy thằng khốn nạn mà nó ăn gì. Anh mấy em thấy không, tóc anh bạc rồi nè. Đó. Tóc bạc rồi nè. Tại sao? Ăn thịt pha nhỏ đông quá. Bây giờ ông nhìn cái logo BBT giùm tôi một cái, không biết anh mở ra hỏi luôn Google vô BBT là gì. Google tính phí ba thấy cái màu cam không? Ba vô web BBT luôn, ba thấy cái màu cam không? Cái màu cam là cái màu chủ đạo, cái màu trái tim. Ủa cái màu của công ty người ta. Mà bây giờ ông hiểu, ông ba vô nó giữ thùng màu cam mà sao nhà nó không sơn màu cam vậy? Mày ngu, cái nhà không phải là sơn màu cam mà là điểm nhấn màu cam. Nè nhìn bức vách nè. Những tấm hình huyền thoại của Nguyễn trên chặng đường thành công. Wow. Tại sao tao đặt nền trắng mà đặt nền cam? Mấy em phải biết là cái màu cam á là cái màu chủ đạo của công ty. Hiểu chưa? Cái màu trẻ trung, màu sức sống, màu chiến thắng, màu nhiệt huyết, màu tuổi trẻ. Đủ kiểu hết. Nó, còn cái màu trắng, màu xám á là cái màu trung tính. Trong một cái tòa nhà bây giờ cũng vậy hết. Cái màu trung tính nó phải nhiều hơn, còn cái màu điểm nhấn cái màu của mình á nó nhiều thì nó tô điểm thôi. Chứ không phải quất cái cam lè. Có mấy chỗ nó quất cái cam lè là mấy thằng đó nó chưa học thiết kế, nhìn nó nhức đầu lắm. Quất cam lè luôn. Em nhìn qua tòa nhà quận 9 của anh. Tòa nhà quận 12, tòa nhà Bình Tân, tòa nhà nào anh cũng có màu cam cả, cam là điểm nhấn thôi. Quận 7 cũng cam. Thì bây giờ á mà nhìn trên nguyên một cái trần đen thui à. Cái trần nó màu đen. Để làm chi? Để thả đèn xuống tối chụp mà tập gym nhìn cho nó xoan. Chứ màu trắng á thì nó không có được cái sự sang đó, hiểu chưa? Đó, cái trần đã màu đen rồi mà ta phối vô màu cam nữa thì cái máng nó mới đẹp, nó mới ấn tượng. Không lẽ cho cái máng thì sân trắng má. Tụi em á không biết á, tụi em cứ hỏi. Đừng có comment ngu làm anh với nóng, hiểu không? Cái máng nó phải là mua là có, cái máng nó phải đặt ông ơi. Cái máng đó là dân Việt Nam mà nó gia công đó, đặt đo cái ống đồng nó nhiêu, ống đồng gom giống cái quả cộng 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 vô nhiêu, thiết kế cái máng nhiêu, sơn màu gì. Từ từ nó mới có. Một tới cái kho nữa, cái kho của anh cũng màu cam nữa. Đúng không? Cái kho của anh là hai màu xanh và cam, màu xanh là màu trung tính để đó, màu cam là màu chỉ, màu nổi. Mốt tôi có dịp qua bộ đường 12 quẩy kho cho coi. Hiểu chưa? Hiểu về màu chưa? Nó mới thiết kế cái nhà nó quan trọng lắm em. Em thiết kế cái nhà mà em ngu về, tức là em không hiểu được những nguyên tắc về thiết kế á. Làm thiết kế nhà là khỏi coi luôn á. Thiết kế mày như giờ mày đưa cho thằng thầu đúng không? Mày không nói gì để bảo đảm nó sơn cái nhà mà trắng bóc luôn. Đúng không? Cái nhà màu trắng này phải có cái gì nhấn vô nhá vô này nọ mới được chứ màu trắng không là nhìn nó kinh vãi. Đúng không? Trắng á nó chỉ có một tông thiết kế nhất thôi, trắng là phải sáng. Trắng đi chung với bàn kiếm này nọ kia rồi bộ đồ ghế này nọ nó phải trắng luôn. Chứ mà màu trắng mà mày phải thiết kế nhiều quá mà xong rồi tụi em đi màu đen hay là màu khác vô thì nó chổi bà cố luôn. Đó là xong rồi cái chuyện cái máng, nhưng mà nói chung á là anh thông báo á là bên quận 12 á là nó lắp phun máy lạnh rồi và bên quận 9 nó cũng là phun máy lạnh luôn. Đúng không? Cái hệ cửa cho quận 12 của anh là hệ cửa khi mở khi đóng. Nói chung bên quận 12 á là tụi em thích gió trời cũng được mà thích máy lạnh cũng được, tùy vào nhiệt độ thời tiết môi trường và tùy theo thị hiếu của khách hàng. À, anh nâng cấp cái quận 12 lên, đầu tư máy lạnh như anh bà hợp đồng luôn. Tỷ bạc. Cái quận 9 quận 7 mắc hơn. Máy lạnh nó mắc lắm em. Quận 9 tỷ mấy, quận 7 tỷ mấy, quận 12 thì quận 12 tại anh lắp trước mấy cái rồi. Quận 12 là toilet lắp rồi nè, yoga lắp rồi nè, lễ tân lắp rồi nè, đó là mấy cái đó lắp hết rồi, hiểu không? Bây giờ chỉ lắp bổ sung mấy cái sàn tập thôi thì nó rẻ hơn. Đó, nói chung là đầu tư phòng gym này không biết cái mùa Covid này nó làm sao chứ. Anh thấy anh đầu tư cũng nhiều tiền lắm á em. Anh đầu tư nhiều tiền không biết chừng nào thu hồi vốn nữa. Thấy không? Mà chơi thôi à. Chứ không có sợ chứ mới ngán chứ có rung thôi. Tiện đây nói luôn nha. Trong giai đoạn cái quận 12 á, trong giai đoạn này giai đoạn đang là tích lũy đó. Trong vòng từ 3 tháng nữa nếu mình Covid này coi như là nó không bùng nổ nữa nha. Nó đang ẩm ẩm như hôm nay chết 8 mạng. Đó. Thì chừng 3 tháng nữa là kể như là tụi em tập thấy nó ngập ngập rồi. Tại vì anh ước lượng cái lượng khách đó, tới giai đoạn đó gần như là nó gần đủ cái công suất của phòng rồi, thấy không? Nên nó cũng rẻ, tại rẻ quá mà qua nó lấy rẻ hơn bên Bình Tân ông ơi. Bên Bình Tân này tập 3 tháng đâu tặng đâu. Bên kia tập 3 tháng tặng tháng. 3 tháng tặng tháng giống như là khuyến mãi 25% rồi còn gì hơn 25% nữa. Đó hiểu không? Nó nên bên bển thì nó rẻ hơn. Nó thật sự bên quận 2 thì nó rẻ hơn em. Tại vì dân cư ở bên đó thì nó thưa hơn bên này. Bên này khu vực trong B này nó đông người quá mà dân nhà giàu nhiều nữa. Còn bên kia thì nó là cái trục giao thông. Bên kia chủ yếu là cổng kết nối để bán phẩm bổ sung với ship hàng cho mấy đứa Bình Dương á. Để đứa Bình Dương này nọ cho nó gần Hóc Môn, đồ Củ Chi, đồ lo tiếng rồi đó.
Nó thì đó là câu chuyện quận 12, còn câu chuyện quận 9 thì nó có rất nhiều cái. Thì trong những video tiếp theo sẽ nói tiếp về câu chuyện quận 9 nha mấy em. Còn khoan đừng tắt máy, chưa nói hết nha. Đó, cái này là chủ yếu là anh đá qua cái đó cho tụi em nắm tình hình của BBT thôi. Còn cái mục đích chính của em trong video này á là tụi em làm một cái gì đó thì tụi em phải tính cho nó kỹ, đúng không? Mà khi màn thầu á lỡ mà nó có ngu á thì nó làm ơn nó hỏi chủ trước, hai bên trao đổi trước cái giải pháp mình sẽ làm như vậy nó có được hay không, hay là làm xong nó ra làm sao. Nó ở Việt Nam mình á thì nó cái vụ mà xây dựng, cái vụ mà làm á thì nó còn chập chật chứ nó chưa có rõ ràng là nó vô quy trình bản vẽ các kiểu rồi xong rồi này nọ kia. Nếu mà nó vô quy trình hết thì phí nó cao lên cũng vậy thôi, đúng không? Nhưng mà bây giờ á mình làm mấy dự án nhỏ nhỏ đó thì đa số là xào chẻ là chính đó, nên nó được việc cho mình là ok. Thì để làm sao để có kinh nghiệm mà nó được việc á thì tụi em phải theo dõi những video mà anh Duy Nguyễn chia sẻ thực tế, nó mới có được cái chữ được việc. Được việc là gì? Chi phí bỏ ra của tôi thấp nhưng mà kết quả đạt được nó không tệ, nó vẫn nằm trong sự kiểm soát, đó là được việc. Chứ không phải bây giờ cứ xây cái nhà xong rồi bỏ một đống tiền ra xong rồi thua luôn. Giống như hôm nay em đăng cái miếng anh mua đất biệt thự, anh mua miếng đất lên xây biệt thự xong rồi cái con kia nó không bán đất nha. Nó vô nó hỏi anh, nó nói anh Duy ơi giờ anh thuê biệt thự, anh thuê như gì nhà thiết kế gì thái công thái chiết gì đó không biết. Đó thiết kế biệt thự đi anh, thiết kế 1 tỷ bạc. Cái nói tao có tiền chứ tao đâu có ngu. Yes. Có tiền chứ không ngu mà. Thiết kế cái ngôi nhà của bạn, bạn thiết kế là đẹp nhất. Người ta chỉ đưa cho bạn cái tư vấn cho bạn một số sự lựa chọn thôi. Rồi từ đó bạn phải làm một quyết định. Nó bởi vì mình có kiến thức mình xây nhà nó sẽ đỡ tốn tiền lắm. Còn bạn không có kiến thức bạn đưa cho thằng thiết kế nó ngồi nó vẽ. Trời ơi luôn, bảo đảm bạn sặc máu. Đúng không? Thằng thiết kế nó vẽ kinh khủng luôn. Nó vẽ này nọ nó định để nó làm ghê gớm lên tình hình để nó lấy tiền bạn cao. Nó lấy tiền bạn cao, nó vẽ xong đã đời của đưa qua thằng thi công nó làm không được. Đưa qua thằng thi công nó làm không được, đúng không? Thằng thi công nó phải đổi bạn vẽ lần nữa. Xin lỗi cuộc đời này á, mấy cái đèn đành lắm. Đó. Nên khỏi có chào mình nó đi, ok được. Thiết kế biệt thự đúng không? 100 triệu, sinh viên mới ra trường hay tụi bay lập team đi, thiết kế 100 triệu ngồi vẽ theo ý của anh nè. Đó, ngồi vẽ theo ý của anh nè. Đó, chỉ cho vẽ, đầu tiên màu chủ đạo là gì, thiết kế biệt thự kiểu gì, hiện đại gì, nó copy trên mạng thôi ba. Mấy người đó không dám nó tự thiết kế đâu, nó copy trên mạng sạch. Nó ngồi nó vẽ vời này ra thôi, nói chung á đồng tiền á, mình xài đồng tiền của mình thì mình phải có trách nhiệm. Mình phải trách nhiệm cái nào đáng đầu tư thì đầu tư, còn cái nào không đáng đầu tư thì phải tính lại. Nha, thôi cảm ơn các em, anh mệt rồi. Anh chuẩn bị đi relax đây. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.